Xin chào tất cả các bạn, mình là Sinh Minh Thư. Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá Hà Nội. Hiện tại mình đang có mặt ở ga tàu điện trên cao đầu tiên tại Việt Nam. Đó là ga Cát Linh. Ấn tượng đầu tiên của mình khi tới đây là nhà ga to, đẹp và có một màu xanh rất bắt mắt. Đặc biệt mỗi nhà ga đều được tô điểm bằng màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, cam, vàng để chúng ta có những bức hình thật đẹp. Đây hình rất Tây, rất Hàn Quốc. Các bạn hãy thử một lần tới ga Cát Linh để trải nghiệm cảm giác thú vị này nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.